Dạ Vũ chào cả nhà, bây giờ là 11 giờ đêm. Vũ giờ cùng với mấy anh em trong nhóm từ thiện Hòa Đạo Cao Đài, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang đến để hỗ trợ với gia đình để tưởng niệm cho anh Trần Quang Đại, 44 tuổi, tại xã Long Khánh, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em Vũ vào bên trong để tưởng niệm cho anh nhé. Dạ đừng quên cả nhà xem cho Vũ và mấy anh em xin một lượt chia sẻ và lượt đăng ký nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.